Sáng ngày 15 tháng 11, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thái Bình cho biết, ngày 14 tháng 11, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Lưu Bình Nhưỡng, sinh năm 1963, trú tại quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Đây là kết quả điều tra mở rộng vụ án Phạm Minh Cường, sinh năm 1986, thường gọi là Cường Quắc, là đối tượng hình sự, có 3 tiền án, trú tại xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình về tội cưỡng đoạt tài sản. Quá trình bắt, khám xét, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thái Bình thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu có dấu hiệu vi phạm pháp luật phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án. Ông Lưu Bình Nhưỡng, sinh năm 1963, quê quán xã Hùng Dũng, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, tiến sĩ luật kinh tế. Trước khi ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 14 tại Bến Tre, ông là vụ trưởng, phó chánh văn phòng Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương. Từ ngày 17 tháng 9 năm 2018, ông Lưu Bình Nhưỡng được điều động, bổ nhiệm giữ chức phó trưởng Ban dân nguyện nhiệm kỳ năm 2016 đến năm 2021. Ông Nhưỡng được biết đến là đại biểu có nhiều phát ngôn chất vấn thẳng thắn, gai góc trước nghị trường Quốc hội, đi sâu vào các vấn đề xã hội, dân sinh, pháp lý.